đứng cho mình một like và nhấn cho mình một cái share nha mọi người. Mình đi chơi. Đi đâu chơi giờ ta? Chắc là qua làng mới để kiếm tụi Kemi chơi mới được. Chán quá à. Kemi ơi, Kemi có ở nhà không em? Trời, nhà nó xa quá. Ừ, Kemi kìa. Ê, anh Hữu ơi, cái đây, cái đây nữa. Ủa, cái gì vậy? Đâu dưới này trời. Trời ơi. Hello, Yummy nha. Hello, Yummy. Chị Yummy ơi, chị Yummy biết tên gì chưa? Tỉnh lộn trời, tỉnh vậy. À, à, chị Yummy, chị Yummy, chị Yummy. Trời ơi, em đi không vậy? Thiệt tình nó chơi sao? Tỉnh lộn trời, tỉnh lộn trời. Tỉnh lộn trời, tỉnh gì? Nói đi, nói đi. Đây nè, là ở gần đây em phát hiện ra một cái kho báu bí mật. Kho báu bí mật? Như là kho báu quanh bí vậy đó. Trời ơi, kho báu bao đâu vậy? Là giúp đổi đời luôn á. Kho báu ở đâu? Đây nè, anh Hữu dắt đi đi anh Hữu, nhanh lên nhanh lên. Trời ơi, cái này nè. Chị lắm. Ok, chị khoái kho báu lắm á nha. Trời ơi, mấy cái kho báu là tụi mình. Tụi mình ơi, bị tính luôn đúng không các bạn? Ok nè, thấy gì không? Có gì không? Thấy cái trước mặt nó có gì bất thường không? Đưa cái gì? Nhỏ nè. Lộn nè nè đó, chị lấy đi. Ok, cái cây này hả? Kho báu ở trong đây nè. Ok, để chặt coi. Ồ. Kho báu ở trên này hả? Đào ở dưới, đào ở dưới. Vừa kho giấu dưới đất mà. Kho báu giấu dưới đây vậy? Trời đâu? Cái gì vậy? Lui ra, ủa, cái này là gì vậy? Ôi, bố người ta. Ai, cái gì vậy mọi người? Leo, bị dụ rồi. Cái đồ ham tiền, leo. Bẹt. Mũi mày nhớ đó. Trời ơi, tụi này nó giao cho mình mấy bạn ơi. Nó làm như vậy là không được rồi. Nghĩ sao một bông hoa lá ngọc cành đào như mình mà để cho nó chọn được. Trời ơi, tức quá, có chuyện gì vậy? Bộ có sừng KPD sao mà ở đây ta nghe tiếng nổ vậy? Ủa? Trời ơi! Hello Yummy! Hello mẹ cha cha mấy, hồi nãy giờ tôi bị trên, tôi tức quá mà. Ông tới sớm xíu không cứu được mạng tôi rồi. Vậy á? Trời ơi! Hôm nay là tôi chán quá, không có việc gì làm. Qua làng tới chơi nè. Tôi nghe nói là bên đây có nhiều đứa hâm mộ tôi lắm không? Trời ơi! Bên đây là đứa nào quá nó đều hâm mộ camera Titan nè, mấy cha speaker nè, mấy cha cha fix gì, nói chung là tụi nó hâm mộ hết. Bữa nay tôi có thời gian rảnh đó, tôi ghé qua đây để tôi tương tác với ba tiền. Ok, đen thôi, nên là thôi tôi đi chơi nha, bye bye. Ông nói gì, ông nói. Trời ơi, ông còn nói mình bị đen nữa mấy bạn. Da tôi trắng như vậy mà tôi bị đen, đen chỗ nào, đúng không mấy bạn? Hi ha ơi, hi ha. Vàng của hi ha bị cho rồi nè. Hi ha ơi, ông đâu rồi? Mình la vậy từ xa hi ha có nghe không ta? Rồi mấy thùng hạng nhà hi ha nhiều dữ vậy. Tạm gì vậy, em ghê vậy. Trời ơi, tôi đang tập võ. Em tập võ gì? Tập võ giờ tôi tức quá nè. Hay không? Tôi mới bị cho xong nè. Mực mỡ nó bây giờ người tôi rát không nè. Ông giục giùm tôi đi. Rát không mà. Tự nhiên cái bà ta rát vô nhà vậy bà nói. Trời đất, bà nội cái gì? Tôi nói cho ông nghe sáng đây. Thằng khủ nè, ở vô nè, nhỏ Kimmy nè, ba đứa tụi nó dẫn tôi đi qua chỗ để tìm kho báu. Tôi cũng bắt đầu đi tìm kho báu. Tôi đào cái tôi nổ. Tôi nổ. Đâu cái tức không. Chết mà. Trời ơi, tưởng gì. Trời ơi, ông đỡ tôi chết và ông mới quan tâm tôi hả? Quan sao nói vậy với người yêu của ông chơi, vậy? Chơi thôi. Rồi, vậy giờ làm gì làm đi, tôi chơi game xíu rồi. Đừng cái gì vậy? Ông tin tôi giết ông chết luôn không? Ông nghĩ sao vậy? Sao muốn vậy? Vô. À không. Không. Rồi sao muốn vậy? Muốn nói với ông là có cách nào để trả thù không? Đã vậy tôi còn gặp ông mê cha cha với ông chơi tôi đen nữa. Đen chỗ nào tôi trắng hay mồm. Bà già bà chơi tôi đen, tôi đây trong đen. Con bà là con bò sữa, Ông bị khùng mà hôm nay ông bị cái gì? Ông bắt mấy cái kem gì đâu không vậy trời ơi. Ê, dạo này tôi coi TikTok hơi nhiều. Trời ơi mấy bạn có coi TikTok nhiều như nhau. Nha bị úng não rồi, mình đánh đi nha. Mà sao mà có chuyện vậy? Tự nhiên cái bà qua đây bà đánh đấm gì tâm lắm vậy bà nào? Bây giờ ông tìm cách cho tôi trả thù rồi. Năng nổi ông luôn. Ông trả thù. Đúng rồi. Trả thù ai mới được? Trả thù tất cả mọi người trên thế giới này, những người đã coi thường tôi. Ông hả? Trời ơi, đi mà. Tôi đấm lưng chồng nha. Được rồi, bây giờ dạo gần đây mê cha cha Fitman qua đây chơi nhiều lắm. Ôi gì ho dữ vậy? Bệnh mà bị trời ơi, nữa. Người ta bị bận vậy rồi còn con ca ngứa. Đúng rồi, không có thương người ta gì hết trơn á. Hay là mình lợi dụng Khứa đó, xử tụi nó đi. Kêu Khứa xử. Không có lợi dụng được. Ổng không có bê gái nè. Sao mà giả làm gái dụ ổng không nghĩ đi? Ồ, nghĩ dữ ta.
hay là bây giờ bà nhã làm con của ổng đi, trời ơi con của ổng thì ổng sẽ giúp tôi đúng không? Được rồi, mình nhã làm con của bây cha cha phích ơi. Được rồi, ông quá chen cho tôi đây nè. Hóa chen bằng cái đầu mê cha cha phích, bằng cái đầu đèn ba màu của đèn giao thông hơi bị khó đó. Trời ơi, ông khó thì cũng phải quá chen nữa, nhanh lên đi vô nhà. Thôi được rồi, bây giờ phụ tôi lấy mấy cái thùng này đi, tôi sẽ cắt thùng giấy ra chế cho bà. Rồi rồi rồi, đem vô nhà cho tôi. Rồi đem vô, đem vô. Rồi, tránh ra được đây. Trời ơi, ông làm cái gì vậy? Ông xếp hai cái thùng thành cái gì vậy? Trời ơi, bà không biết hả? Bây giờ bà muốn đội nó vô chở hành cha phiết mẹ thì mình phải đầu tư cái này như vậy chứ. Ok, tôi thấy cũng giống rồi đó. Giờ giờ sao nữa? Chưa. Bây giờ bà cầm cái này. Ok. Ba cục màu. Bà đi trộn màu vô mấy cái bình xịt đó đây, rồi xong bà xịt vô mấy cái cục trắng trắng này. Ok, được. Để tôi trộn màu. Mình mỗi bình đợi. Một màu nha bà nội. Ok. Ra cái bình xanh lá cây vậy nè mấy bạn. Đó, giờ tới cái bình màu đỏ. Ok, cái bình màu vàng. Đó. Đâu đưa cái bình đây? Đâu? Đó, nè, đó, hơi bị xịn luôn. Ngon, được rồi. Bây giờ tôi sẽ xịt lên thử coi từ. Ok, xịt xong rồi, xịn, nhìn giống cái đèn giao thông rồi đó. Hợp lý, còn bây giờ hóa trang cho bà thành con nít và đổi cái mũ này đó là sao? Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại. Cái gì bây giờ đi theo tôi. Ok, đây. Ôi cái gì vậy nha? Ông dẫn tôi đi đâu vậy? Ê đằng kia chứ là cha Phiết Man kia kìa. Cha Phiết Man đang chiến đấu với cái gì vậy ta? Để tôi chạy lên tôi coi thôi. Có một con CKBD mấy bạn ơi. Nó đang đánh lộn với cha Phiết Man kìa. Đâu mày nhỏ mà mày chia ai quá vậy? Đang kỳ nghỉ nó đi chơi con ma đó. Con CKBD đáng ghét này. Cái cây này dưới mắt ghê đó, làm cho mình không thấy được gì hết. Mình phải qua anh đây. Ăn chết nó đi cha Phiết Man. Hai người chạy đi. Trời ơi, giết nó đi. Sao mà tôi chạy vậy? Trời ơi, nó chết rồi kìa. Trời ơi, con này dai thì chứ dai như đĩa luôn. Ba ơi. Tại vì ta mới ấy học. Ba. Ôi, dạ. Ba ơi, con là con gái của ba. Trời, ta đánh nhau xong ta hơi choáng luôn rồi, tự nhiên ai nhỉ? Con nuôi dễ lo nha. Trời ơi, ông nói gì vậy? Đây chỉ là con của ông gì kìa. Tôi nó đi đâu, nó đi vô làng tôi, nó nói là anh Nia ơi giúp con với, ba của con là cha Phiết Man, ổng đâu mất tiêu rồi. Hả? Dài, khoan vậy, ta làm gì con. Nè, mà lóc này con. Dạ, đấy con. Mình lên nói chuyện với ba đi. Lắp từ kia bên đây xong, tự nhiên ta có con rồi nào này. Ba ơi. Có tên là gì? Cha Phiết Sinh, cha Phiết Baby. Cha Phiết Baby. Đúng rồi, ông là Titan, cha Phiết Man thì nó chính là cha Phiết Baby của ông là đúng rồi. Ba ơi, ba nhận con đi mà. Nhưng mà ta nhớ ta làm gì có vợ con ta. Ai có nhiều khi là ba không thương con. Đi trời ơi. Đến đi tao ơi. Đến đi bà ơi. Trời ơi. Đúng là ta cũng là một người rất là yêu thương con nít mà trẻ nhỏ đó. Nhưng mà ta nhớ gọi việc đâu khó rồi ta. Nhưng mà giờ cha không nhận sao cha? Trời ơi, sao cha không nhận được, trời ơi. Nè, tao nói cho cha nghe nè, nhìn con đi. Có ba màu đèn, màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Tượng trưng cho dừng lại, di chuyển đi chậm đó. Di chuyển cha luôn. Có một cái chiều luật giao thông lắm luôn á nha. Đúng rồi, con giỏi luật giao thông á. Hello. Đúng rồi, hợp lý rồi. Ủa gì vậy? Trời, đứng đi, trên đó vậy. Ai vậy? Đây là mấy đứa fan của ta nè. Trời, trời, đồ ơi, cho em chữ ký nữa đây. Chữ ký à. Ba của con là người nổi tiếng như vậy sao? Ba là người nổi tiếng mà ba không nhận con hả ba? Nếu mọi người mà biết chuyện này thì như thế nào nhờ? Nhỏ. Trời ơi. Đây, ta lại quan tán với ta chưa? Đây. Để ta nói nè, ta xin giới thiệu đây là con của ta được chưa? Em tính là cha Phiết Baby, là con của cha Phiết Man. Được rồi, các bạn ơi. Bây giờ là nhận rồi nè mấy bạn. Nhận mình là con ơi. Thì kế hoạch của mình đã vô phần rồi. Mày đưa mặt của ta đừng có hiểu nhầm nè. Trời ơi, đây là con của ta. Diễn ra rất là suôn sẻ đó nghe. Ừ, bây giờ được rồi. Tôi sẽ bắt đầu dùng cha Phiết Man để trả thù tụi nó. Đẩy đưa. Nhà nó to được bao lâu rồi? Trời ơi, mọi người đừng có hiểu nhầm. Mọi người đừng hiểu nhầm mà biêu xấu cho tôi. Đây là con của tôi, bữa nay tôi dẫn con lên làng chơi. Để con kể cho cha
con nghe một chuyện nha. Cái vụ con của cha mà bị ăn hiếp thì sẽ như thế nào? Tự nhiên đâu gớt nghe đứa con vào mới nhặt. Trời ơi, cha đúng rừng, cha đúng rừng, cha đúng rừng, con quá không thấy gì hết á cha. Xin đỡ con rồi, rồi, rồi. Lộn mà không có đi lại gần người ta hoài, không đặt. Trời ơi, tính nhấn động, tính nhấn động. Con của cha biết men bị bạo hành bởi cha của mình. Ôi trời ơi, thằng này nó nói bậy rồi cha, xử nó đi cha. Đúng rồi, nó bậy vậy là không được nha. Tôi nghe bảo anh mà. Tôi có người làm ảnh hưởng mà biêu xấu tôi vậy không được nha. Đúng rồi đó cha. Mọi người phải nghe tôi nói chứ. Trời ơi, chú đánh con một cái chú cho con tỉnh ngủ. Hai đứa bay làm cái gì con? Hai đứa bay nè, vợ của ngài chú mà. Bây giờ tôi cho tụi bay biết thế nào là lễ độ. Không chịu. Giờ nó biết thế nào là quả táo đi. Trời ơi, là con của cha biết mang sướng quá vậy à? Ông thấy ông tôi được bảo vệ một cách rất là kỹ càng luôn. Tự nhiên mắc hai đứa qua rồi, giờ đó anh đã đi qua luôn. Phí đâu cha rớt cái đứa con ơi, cha, cha, cha cần qua hơn là cần con. Ôi, ông cần qua hơn cần con ông rồi. Không có, trời, nếu ta cần qua hơn cần con thì hồi nãy ta đã không chừng phạt hai đứa kia rồi, hiểu không? Trời ơi, cha ơi, con kể cho cha nghe nha. Hai người đó không những đòi đánh con, hai người đó còn nói con là đồ của cha. Đó, mình đang diễn với mẹ coi, mình đang diễn. Con nói là cái đồ của mẹ, không có cha. Gặp cha là, gặp ông cha thì dở là ẹt. Ông cha yếu xìu, ông cha bị đặt đi sử dụng sức mạnh đánh người. Với lại một người mà, với lại một người mà có đạo đức làm cha là không có để con mình bị chửi vậy nha. Ờ, đúng rồi đó. Cha nghĩ đi, con bị như vậy, cha coi cả sổ mấy người đó làm sao đi chứ cười. Ở bên ngoài đó là fan của ta mà đi nói xấu ta với con của ta vậy á. Chị sao xạo rồi, tụi nó thích ông đâu. Mà sáng đó cha, nó còn làm con bị nổ đó. Chết ông An, mà sáng đó. Con bị nổ rồi nào? Con bị nổ rồi hôm bữa. Ủa, hồi nào sao không biết nữa? Đúng rồi, sao cha biết được? Ông có quan tâm gì đến con nhỏ đâu. Sao không quan tâm gì con đâu mà biết. Ông nói ha, hồi nãy người yêu của ông bị bọn nó cho nổ mà ông cũng biết nữa hả? Tôi xin lỗi nó rồi. Ông đi xử cho con ông đi, mày đặc quá. Nếu không phải fan của ta thật sự mà hai mặt như vậy là cần phải trừng phạt. Không có nào để tình trạng này tiếp tục rồi. Mày được rồi, bây giờ đi ông cha đi tìm tới nhà của nó giải quyết rồi. Dạ. Ông này nhẹ dạ cả tình lắm. Đúng rồi đó, người gì mà nhẹ dạ cả tình nhất trong đám những người mà siêu anh hùng luôn á mấy bạn. Đúng rồi đó cha, nhẹ tụi nó trong đây á cha, xử tụi nó đi cha. Rồi rồi rồi, cha biết nhà của bọn nó. Nhận lại. Đây xì lại luôn, đây xì lại đen luôn. Hai đứa bay. Ôi ơi, tụi này nó quậy ghê mấy bạn ơi. Được rồi. Sao vậy? Dạ? Ơi, ta cao dữ lắm, tôi chọi không có trúng mặt ta đâu. Có phải là con bị mấy đứa này chặt chọi làm con nổ không? Giờ để ta cho ủng nhà nó luôn. Rồi. Luôn ta biết nhà ơi này ngoài mặt là fan của ta mà trong lòng thì ghét ta nói xấu ta hả? Tại ông nói gì ông quýnh tụi tôi. Trời ơi, mà nói ai nữa? Ông hành hôn ông ảo khi người quá đáng. Bắt nó đi cha. Cho nó đem sự lợi. Đúng rồi đó, bắt nó đi cha. Ba mình chặn hai tụi nó rồi kìa mấy bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Đứng trên cao mà không ai đứng được chứ hả? Trời ơi, đây là đâu tôi lại? Cha, cha làm đồ đồng cuối đi cha. Chẳng hạn như là cha chơi là đứt bộ kêu tụi nó luôn đi cha. Được rồi, được rồi. Bây giờ con hãy xem cha nè. Trời ơi, bay lên cha luôn. Ôi, trời ơi, giận dữ lắm.
công rồi mấy bạn ơi. Ok